Chào các bác làm bonsai nhé. Hôm nay một cái video ngắn thì em sẽ chi tiết tới các bác cái dòng cạp làm bonsai, làm cây cảnh. Và đang là một cái mẫu mà tất cả các bác làm bonsai, làm chuyên nghiệp, các bác sử dụng nhiều nhất. Thì cái video này thì em sẽ gửi tới các bác mà đang tham khảo cái dòng cạp này nhé. Thì bên cơ sở em hiện tại là sẽ có 4 dòng cạp để gửi tới các bác. Thì như trước mắt các bác nhìn đây thì nó sẽ là một đôi tròn, hai đôi tròn trắng và một đôi đen, và một cây đa lăng đen. Đấy, và em sẽ nói chi tiết về từng bộ một để các bác nhà mình được biết. Đầu tiên là cái mẫu cao cấp nhất là cái đôi trắng sẽ đứng ở vị trí đầu tiên này. Đây nhá các bác nhá. Đứng ở vị trí đầu tiên thì đây là cái cạp trắng này. Với cái dòng cạp trắng này thì phân biệt đầu tiên là ở cái dòng chữ này. Đây là cái mẫu cạp Đài Loan cao cấp nha các bác nhá. Đấy, hai mẫu cạp cao cấp là mẫu cạp trắng này. Thì phân biệt trực tiếp đầu tiên là cái chữ của nó đây. Chữ này nó sẽ khác nhé. Thì với một cái bộ cạp trắng này, đấy các bác mà theo dõi video một chút, em sẽ nói giá luôn để các bác nhìn mình được biết trên ba cái bộ cạp này. Cái này cạp cao cấp nhất thì các bác nhìn kể cả cái chất liệu của nó sẽ khác hẳn nhé. Đây là một đôi tròn chéo của cái mẫu cao cấp. Đây các bác này, một đôi này. Một đôi này em đang gửi cho các bác là 1,1 triệu nha các bác nhé. 1,1 triệu trên một đôi này là cái dòng cao cấp nhất đây. Nhìn tất cả cái chất thép của nó đều trong suốt này. Đây là cái bộ tròn trắng cao cấp. Đấy. Và tiếp theo thì em sẽ chi tiết về bộ thứ hai nhé. Cái bộ thứ hai này thì đang gửi cho các bác là 900.000, sẽ bao ship nhé. Kể cả các bác mua một chiếc em cũng gửi. Thì với cái bộ này thì nó cũng đều là dòng đúc hết. Đấy, chất liệu của nó cũng không kém đâu các bác này. Đây là một cây chéo và một cây tròn nhá. Đấy. Cái dòng này thì đều chất liệu của nó cũng là thép đúc, nên cái thép này của nó chỉ mờ hơn một chút thôi các bạn. Cái kia là bóng hơn, nó già thép hơn. Cái này thì cũng không kém phần đâu nhá. Thì trước kia thì các bác toàn lấy bộ này thôi. Đấy, bây giờ các bác có dòng mới này, em gửi để các bác mà quan tâm thì các bác có thể tham khảo thêm cái dòng cao cấp này. Đây là một đôi cặp trắng nhá. Đây là một đôi cặp trắng nhá. Và tiếp theo là một ba cây cặp đen. Cặp đen thì với cái cây đa lăng cao cấp là cũng rất nhiều video em đăng tải để gửi tới các bác rồi. Đây là cây đa lăng nhé. Cái cây này thì nó có hai chức năng, giúp các bác làm được cả tròn và cả chéo. Nó có hai tác dụng là như vậy. Để các bác nhìn phần lưỡi bầu của nó là các bác nhận ra ngay. Cái lưỡi hớt trên thì nó vẫn như là cây cặp chéo nhé. Còn cái phần bụng của nó thì nó tròn như cây cặp tròn. Các bác có thể sử dụng cái cặp này bằng việc là làm vào hai chức năng. Tất cả những cái dòng cặp này thì đây là mẫu phổ thông và mẫu giá bình dân nhé. Đấy thì với cái hàng này thì đây nó là mẫu hàng chung này, cũng được rất nhiều các bác quan tâm. Đây là cây đa lăng nhá. Chất liệu này đều thép đúc nguyên khối, đúc đen nhá các bác nhá. Còn này kia là đúc trắng. Đấy. Đây là cây đa lăng nhá, các bác có thể sử dụng cây đa lăng này. Cây đa lăng này thì giá là 400.000, giá sẽ miễn phí ship đến tay các bác. Hàng chung nhá các bác nhá. Cái này thì bên em cũng trực tiếp thử rồi. Quả thật là rất chi là sắc bén và ngọt. Đấy. Rất nhiều bác cứ tham khảo bảo là muốn mua cái hàng bãi của cái dòng đa lăng này. Thì em chia sẻ với các bác nhé. Riêng với những cái dòng khác thì còn được. Với cái dòng cạp này mà các bác mà mua cái đồ bãi nó hỏng hết lưỡi rồi, về không sử dụng nó đâu, không mài được. Đấy thôi các bác, là chỉ nên sử dụng, tốt nhất là sử dụng hàng mới chuẩn nhất. Đây này, cái lưỡi nó rất chi là đẹp. Đấy, và tiếp theo đó là cái đôi cặp tròn chéo này. Cái tròn chéo này thì cái bộ này của nó giá rất chi là hợp lý nha các bác nhé. Đấy, rất chi là khít và đẹp này. Cái bộ này thì em đang gửi tới các bác là 700.000, giá miễn phí ship. Đối với tất cả các bác mà làm bonsai, làm cây cảnh, đấy, các bác cũng đã tham khảo về cái dòng bonsai này, thì bên cơ sở em là bên đại lý chuyên cung cấp số lượng lớn về tất cả những cái dụng cụ làm bonsai cũng như là làm cây cảnh. Thì với những cái mẫu cạp này thì em thấy không thể thiếu được đối với các bác làm bonsai. Đấy, và em cũng nói về phương thức giao dịch của bên cơ sở em nhé. Nếu các bác mà quan tâm, đang cần tư vấn về những cái mẫu cạp này, các bác hãy liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại là 0888 636 138 hoặc số điện thoại là 0869 054 295. Đấy là hai số điện thoại chính của bên cơ sở em nhé. Chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh, về những cái dụng cụ cần thiết. Đấy thì một cái video ngắn thì em cũng vừa chi tiết về cái mẫu ba cái bốn cái mẫu cạp cao cấp này. Đấy, các bác mà quan tâm tới dòng nào hãy liên hệ trực tiếp tới bên em nhé.
Đầu số điện thoại thì em cũng vừa nói rồi, có cả Zalo, có cả Facebook. Số 0888 636 138. Đấy là số điện thoại của bên cơ sở em. Và tiếp theo là số 0869 054 295. Đó là hai số điện thoại chính chuyên cung cấp về dụng cụ bonsai, dụng cụ cây cảnh. Cái video ngắn này thì em xin kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác ạ.